Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách để chúng ta tạo các cái email trả lời tự động trên cái lịch trình soạn sẵn. Thí dụ như bây giờ chúng ta sẽ soạn 4 cái email để chúng ta gửi cho khách hàng theo những cái ngày mà chúng ta đã ấn định sẵn. Thí dụ như ngày hôm nay khách hàng mới vừa đăng ký email cho chúng ta, thì chúng ta sẽ gửi cái email đầu tiên là email cảm ơn. Rồi sau đó ngày thứ hai rồi ngày thứ tư, ngày thứ sáu, vân vân, thì chúng ta lại tiếp tục gửi những cái mail mà hỗ trợ hoặc là chăm sóc khách hàng. Thì cái đó là những cái mail được gửi tự động. Thì cái dịch vụ của GetResponse này đáp ứng được cái điều đó. Để mở cái chức năng này thì trước tiên chúng ta vào trong cái phần quản trị là phần dashboard của cái phần mềm quản trị của GetResponse. Thì vào đó chúng ta sẽ có được cái cửa sổ chính như sau. Đây là cái cửa sổ chính của GetResponse. Chúng ta chọn trong cái phần gọi là Manage Autoresponder, thì cái phần này chính là chúng để quản lý các cái email trả lời tự động. Chúng ta click vào đây để chúng ta đi đến cái chiến dịch mà chúng ta cần tạo cái email trả lời tự động. Thì trong đây nó có rất là nhiều cái chiến dịch. Nếu chúng ta chọn Select All thì chúng ta sẽ chọn hết. Còn trong cái phần này chúng ta chỉ chọn câu lạc bộ triệu phú 2014 mà thôi. Thì chúng ta sẽ tạo cái chiến dịch trong email trả lời tự động trong cái chiến dịch câu lạc bộ triệu phú 2014. Chúng ta check vào đó. Thì ở đây là có một số cái chiến dịch là chúng tôi đã tạo sẵn. Bây giờ chúng ta sẽ thử làm nháp một lần. Là chúng ta sẽ tạo một cái chiến dịch mới. Để tạo chiến dịch mới thì chúng ta click vào dấu cộng. Lúc này cửa sổ làm việc sẽ được đưa đến trong một cái trang mới. Cái on day đây là cái ngày ngày không, tức là ngày đầu tiên, cái ngày đầu tiên khách hàng đăng ký in CLB triệu phú 2014. Ở đây là nằm trong cái chiến dịch, có nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều cái chiến dịch thì chúng ta chọn cái chiến dịch này, còn nếu nó không thì chúng ta sẽ chọn vào cái nút sổ để chúng ta chọn chiến dịch khác. Ở đây chúng ta chọn chiến dịch coi là bộ triệu phú 2014. Kế tiếp đó nó là phần send message. Thì ở đây nó có cái phần gọi là immediately, thì có nghĩa là khi chúng ta chọn đây, khi khách hàng thực hiện cái việc đăng ký là nó sẽ gửi email trả lời tự động ngay lập tức. Ở đây là các ngày trong tuần. Nếu chúng ta muốn nó gửi hết các ngày trong tuần, chúng ta đều check hết tất cả. Ví dụ như 2 ngày cuối tuần, nếu chúng ta không muốn thì chúng ta bỏ check đi. Cái đó là chúng ta chọn cái phần chọn cái email trả lời tự động. Nếu chúng ta chọn vào đây thì nó sẽ đưa chúng ta tới cái trang mà những cái trang này, những cái email trả lời tự động này đã có sẵn, tức là chúng ta đã soạn sẵn cho các chiến dịch khác. Bây giờ chúng ta muốn sử dụng lại thì chúng ta chọn vào đây. Còn nếu chúng ta không muốn thì chúng ta chọn vào trong cái phần gọi là new letter để chúng ta soạn mới. Nếu chúng ta vẫn chưa thấy có một cái email nào ưng ý thì chúng ta có thể tắt. Để chúng ta ra ngoài, chúng ta phần create new email, chúng ta click vào đây. Đó, trong phần message name này, đây là cái tên của cái chiến dịch, tên của cái email trả lời tự động. Cái này nó chỉ xuất hiện trong cái phần quản trị của chúng ta mà thôi, tức là nằm trong cái phần quản trị là manage auto responder thôi, chứ nó không xuất hiện khi gửi đến cho khách hàng. Ví dụ như ta đặt chiến dịch này gọi là email cảm ơn trong cái ngày đầu tiên, cái email trả lời tự động cái ngày đầu tiên của câu lạc bộ Triệu Phú 2014. Còn cái sắp xếp ở đây chính là cái tên của cái email. Ví dụ như mình đánh vào đây là chúc mừng bạn đã đăng ký thành công chẳng hạn. Dưới đây là cái from này là tất cả cái email gửi đến, có nghĩa là khi khách hàng đăng ký xong thì sẽ có một cái email gửi đến. Thì cái email gửi đến này nó có cái tên là support@copycincome.com. Khi chúng ta đã đầy đủ ba cái trường này thì chúng ta bấm next.
cơ sở làm việc sẽ được đưa đến một cái trang mới. Trong đây có rất là nhiều cái mẫu email để chúng ta lựa chọn, đây rất là nhiều. Nếu chúng ta thích cái mẫu nào thì chúng ta chọn vào trong cái mẫu đó, và ở đây thì chỉ có mẫu tiếng Anh thôi. Khi chúng ta chọn, chúng ta chỉnh sửa trở về tiếng Việt. Thì những cái thao tác này các bạn có thể thực hiện được theo ý muốn của mình. Còn tôi thì tôi chọn vào trong cái My Template. Đây là tức là những cái email soạn sẵn mà tôi đã sử dụng. Tôi click vào My Template thì nó sẽ xuất hiện ra. Ở đây nó có một cái email cảm ơn, đây là chúc mừng bạn đã đăng ký thành công chẳng hạn. Thì tôi click vào đây để tôi vô sử dụng lại. Đây là cái mail đã soạn sẵn, đã sử dụng rồi. Thì bây giờ chúng ta tái sử dụng, thì chúng ta click vào đó để chúng ta chọn. Và tiếp đến thì chúng ta chọn vào xong cái next step, tức là đi qua cái bước kế tiếp. Và chúng ta kiểm tra lại các thông tin, và sau đó chúng ta bấm save and publish. Thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ. Thì cái cửa sổ này nó hỏi chúng ta là có 4 cái người đăng ký chưa nhận được cái email này, thì bây giờ chúng ta có muốn gửi hay không. Nếu muốn gửi thì chúng ta chọn là yes, yes send a message. Còn nếu chúng ta không thì chúng ta chọn là trong trong send a message. Đó. Thì coi như vậy là cái chiến dịch trong chiến dịch là câu lạc bộ Triệu Phú 2014, thì chúng ta vừa tạo một cái email trả lời tự động là email cảm ơn. Đó. Thì như vậy kể từ lúc này, nếu mà có người đăng ký vào cái các chiến dịch nào đó của chúng ta, chiến dịch 2010 câu lạc bộ Triệu Phú 2014, thì cái email trả lời tự động sẽ lập tức gửi cái email cảm ơn là cho khách hàng. Và với cái nguyên tắc như vậy thì chúng ta có thể tạo nhiều cái email theo cái lịch trình dựng sẵn để chúng ta cho hệ thống nó gửi chăm sóc khách hàng. Ở đây là có rất là nhiều ngày tùy chúng ta chọn. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.